Ủa, cục đá này có tác dụng gì đây ta? Em này chính là lăng khử mùi dạng đá khoáng của Thái Lễ nha. Lúc mới dùng lần đầu á, tôi bị đứng hình vài giây luôn á. Tại mở ra nó chỉ là một cục đá khô khan vậy thôi nè. Chà lên da thì cũng không có ra gì hết trơn á. Nhưng mà cách dùng là mọi người phải làm ướt đầu đá rồi mới lăn lên nách đường, vỗ vỗ một xíu là nước khô cũng rất là nhanh. Được cái là sau khi khô là nó khô rang luôn, chứ không có miếng nhờn dính nào hết. Cục đá này được cái rẻ mà dùng tiết kiệm cực kỳ, không phải nói quá chứ có khi dùng cả năm mới hết luôn. Độ khử mùi của em này tôi thấy ở mức tương đối khá tốt nha. Nhưng mà kỳ mồ hôi thì cũng không nhiều. Nếu mà hoạt động mạnh á thì vẫn bị ướt, có nhiều mùi hương nhưng mà để cho vui vậy thôi, chứ lăn lên da là hầu như đều không mùi hết. Tóm lại là loại này được cái rẻ, khử mùi tạm được, cực kỳ khô ráo sau khi lăn, nên là không có bị dính dính, mặc áo trắng vô tư, không lau vàng áo hay là bị vệt trắng đâu nha.